Alo, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Đây là đường mình đang ở Hóc Môn. Đây là đường Sông Hành đó, các bạn thấy không? Bây giờ là 6 giờ rưỡi rồi. À, ánh đèn đường đã bắt đầu lên rồi, đúng không? Màn đêm đã buông dần, đèn heo hết cô quạnh đó. À, hôm nay là ở Hóc Môn là cái dịch bệnh rất là nhiều nha các bạn. Dịch bệnh nó lan tràn, coi như là rất là nhiều điểm đã bị cách ly. Đây là đường Sông Hành, đường này là song song với quốc lộ 22 đó. Đường Sông Hành song song với quốc lộ 22 đó. Hôm trước mình sẽ quay theo cái này nha, rồi bắt đầu mình sẽ quay từ từ cao lên, sẽ thấy có sự bất ngờ nha các bạn. Đây là một cái gì đó mà nó có số 2, các bạn sẽ coi clip, các bạn sẽ thấy nó sẽ là số 2. Bắt đầu quay từ từ lên, quan sát nghe coi cái gì nghe. Mình đang ở sát gần một cái cho là một cái cây đi, nó đã là một cái cây trứng cùng trứng tích hả? Một cái cây nó đã đi theo thời gian, không biết là nó đã có từ năm nào, nhưng mà nó rất là có cảm xúc đó, các bạn coi nghe đó. Ô, cái gì đây? Đấy. Từ từ lên nào. Đó. Bạn thấy gì không? Đó, đây là một cái cây nước mà cái này là nó ở ngay khu vực ở trước nó là có cái đèn á, cái đèn lên nó hơi bị chói chút xíu. Đó, đây là cái cây nước nha các bạn. Cây nước này nó không biết có từ năm nào, nhưng mà nếu mà cái cây nước mà nó ở các cái quận như là quận 5, quận 10 rồi này kia thì nó phục vụ cho cả cái khu đó. Còn cái khu này á, khu này là thuộc Hóc Môn, nên không biết tại sao mà nó có cái cây nước là nó phục vụ cho cái khu nào mình cũng không biết. Đó, cái cây nước các bạn thấy không? Đây là cây nước này, cái hình của nó rất là không có giống mấy cái cây kia. Có cây số 1 là hình nó giống như hình trái lụ mà người ta mấy đứa chơi á đó. Mình đứng đây là đây là con đường đó. Con đường này là khoảng chừng 5-7 mét thôi. Đường này đường sông hành song song với quốc lộ 22 hướng đi Củ Chi đó. Đó, các bạn nào có thấy cái cây nước nào thì chia sẻ với mình nghe. Mình thấy mấy cây nước này thấy nó có cảm xúc quá à. Nó không biết nó sẽ tồn tại được bao lâu, nhưng bây giờ nó kiểu như là đi theo thời gian. Nếu mà chúng ta mà không có phá nó thì nó sẽ còn tồn tại rất là lâu, nhưng mà nó không còn tác dụng gì nữa. Nó chỉ là chứng tích thời gian thôi, đúng không? Các bạn thấy không? Đây là cái cây nước này, cái hình dạng nó khác với cây nước hôm trước nè, đúng không? Khác với cây nước hôm trước, mình quay lại rồi. Đó. Ở ngay các bạn, bây giờ là dịch bệnh, là tình hình dịch bệnh rất là căng, nên là chúng ta phải cùng nhau mà chống dịch, cùng nhau chống dịch. Đây là đường Sông Hành. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nghe. Hãy quan sát cây nước này một lần cuối đó. Và có nhiều cây nước nữa mà mình chưa có dịp đi tới á. Nếu mà có thời gian mình sẽ quay những cái cây nước này nha các bạn. Quay cây nước là cây nước số 2, bồn nước huyền thoại số 2 nằm trên đường Sông Hành. Bye bye, xin chào và xin hẹn gặp lại.